the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight.
do mà chúng ta có mặt ngày hôm nay là để gặp gỡ, để chia sẻ, để gạt bỏ những cái áp lực trong công việc năm vừa qua, cũng là để vinh danh những cá nhân xuất sắc trong năm 2022, và tất nhiên là để nâng ly chúc công ty Thiên Nam một năm mới phát triển và thành công, năm mới có nhiều dự án mới đột phá. Chúc cho ban kỹ thuật luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được giao trong năm mới. Thank you.